Alo alo, chào anh em nha. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại đấy và chia sẻ cho anh em đấy, cái cách bắt cầu sóc đĩa nha anh em nhá. Đấy. Vốn là 52 củ anh em ạ. Đấy, anh em sẽ cùng theo dõi. Xem mình xem là với cái cách đánh của mình ấy thì sẽ lên được bao nhiêu nha anh em nhá. Ok. Bây giờ thì không dài dòng nữa, vào luôn cho mình con bàn sóc đĩa. Anh em nào muốn chơi cái app game này thì cứ click vào đường link mình có để bên dưới phần mô tả của video nhá. Đó. Nhấn vào đó tải về và trải nghiệm nha anh em nhá. Còn nếu mà anh em nào mà không tải được ấy, nó không tải được thì anh em cứ tải cho mình cái fake IP, đấy cái app fake IP 4 số 1 về cho mình rồi anh em bật lên là sẽ sử dụng bình thường nha anh em nhá. Ok. Còn bây giờ thì với cái cầu bây giờ nó đi kiểu gì đây, mình đọc xem nào, 1 rồi lại 1 1. À 1-2 chứ, 1-2-1 à anh em. Thì khả năng tay này mình sẽ đánh đứng một con chẵn nha anh em nhá. Đấy. 1-2 tay đầu thì mình cứ vào theo cái xu hướng đã anh em ạ. Đấy. Ok. Tay này chuyển 1M nha anh em nhá. Thử lót 40 tứ tử không mà, xong có không? Nhỡ ra tứ tử cũng được vài trăm đúng không anh em? Miễn là có lãi anh em nhỉ, không quan trọng. Úi, đi... đúng luôn anh em ạ, không lệch đi đâu được cả đúng không? Ok, khả năng là tay này mình sẽ đánh đứng tiếp một con chẵn nha anh em nhá. Dễ lắm anh em ạ, dễ ra chẵn lắm. Mà có khi nó đứng tứ tử cơ. Đây này, thử vận may phát này. Thử vận may phát rồi mà. Cái tay này mà nó ra tứ tử nữa thì nói chung là cái vận may của mình, mẹ mấy nhân phẩm của mình quá tốt đúng không anh em? Thì tay này mình sẽ vào 1M và lót ở hai cái tay dưới là 50. Đấy, 50 tứ tử. Xem có không nhỉ anh em nhỉ? Biết đâu có lại ngon đúng không? Mà chả có thôi, 50 luôn mà anh em. Đấy, không quan trọng đúng không? Đây này, xem ra gì. Ok, nó vẫn là một con chẵn nhưng mà lần này không có tứ tử nữa anh em ạ. Thôi nhá, bắt đầu đánh theo công thức nha anh em nhá. Đấy. Anh em sẽ tính cho mình. Đây. Anh em sẽ tính cho mình cái phiên mới nhất và phiên cũ nhất. Ok chưa? Đấy. Một con trắng và một con đỏ. Đấy, một con trắng và một con đỏ thì anh em sẽ đánh cho mình một con ấy nhá. Đánh cho mình một con lẻ, ok chưa? Còn nó là hai cái con màu giống nhau ấy, ví dụ hai con đỏ hoặc hai con trắng thì anh em sẽ đánh chẵn, ok chưa? Thì ở đây anh em có thể nhìn thấy này, đây là một con đỏ và đằng cuối này là một con trắng thì nó sẽ là khác nhau đúng không? Thì anh em sẽ đánh lẻ cho mình nhá. Còn nếu mà nó giống nhau, kết quả giống nhau thì anh em sẽ đánh chẵn, ok chưa? Mình sẽ đánh lẻ anh em ạ, tại này mình sẽ vào lẻ nha. Nói vậy anh em hiểu chưa nhở? Nói chung là nó khá là đơn giản thôi mà anh em. Một clip này. À vẫn ra chẵn anh em ơi. Vẫn ra chẵn à, khoai phết nhở. Ok tiếp tục anh em ơi. Bây giờ nó là hai con giống nhau rồi thì khả năng là anh em sẽ đánh cho mình con chẵn nhá. Vẫn anh đứng chẵn anh em ạ. Đấy. Đứng thì đứng thôi, có gì đâu đúng không? Lót 10 lít tứ tử này. Đừng có bảo tay này đánh đứng phát là nó lại ra lẻ nhỉ anh em nhỉ. Vậy đi bẻ đúng không? Thế là đen đấy. Đấy, may quá vẫn ra chặn anh em ạ. Rồi bây giờ thì sẽ là hai con đỏ tiếp anh em ạ. Đấy, hai con đỏ tiếp thì lại đánh cho mình một con chẵn nha. Đấy, bây giờ thì khả năng là nó đi bệt đấy anh em ạ. Cứ vào bệt đi xem sao đúng không? Lót 40 này. Nãy đánh 40 được ăn thì giờ đánh 40 tiếp. Chắc là đến 55 củ là nghỉ thôi anh em ạ, chả cần nhiều đúng không? Tầm đấy nghỉ được rồi nhỉ.
Đây anh em ơi. À nó ra một con lẻ rồi. Đấy, khó nhỉ. Giờ nó là giờ nó lại là hai con trắng anh em ạ, thì lại đánh chẵn nha anh em nhá. Đấy. Hai m. Tay này mình sẽ vào 2M nha anh em nhá. Rồi vào xem kết quả nó sẽ đi như thế nào đây. Mà mình nghĩ là nó cũng sẽ ra chẵn thôi, bởi vì nãy nó là một con bệt 5 tay đấy. Rất có thể là nó sẽ hồi anh em ạ. À vẫn ra một con lẻ cơ. Khoai quá anh em ạ. Căng đấy. Rồi bây giờ lại là hai con trắng anh em ơi, lại đánh tiếp cho mình con chẵn nha. Đây mình vào 5M này, 5M một con chẵn luôn nhá. 2 lít tứ tử, ok chưa? Nốt tay này mà bú là khả năng cũng nghỉ rồi anh em ạ. Đấy, nghỉ chưa? Đánh gì nữa đúng không em? Mình có lãi rồi thì mình nên nghỉ thôi. Đấy, không nên ở quá lâu. Bởi vì anh em biết đánh càng lâu thì càng dễ gãy anh em ạ. Đấy. Nhưng mà tay này nó không ăn nó mới khổ chứ. Nhưng mà ăn nó là một câu chuyện khác rồi đúng không anh em? Rồi, ok. Giờ thì lại tiếp tục là hai con trắng này. Thì lại đánh chặn tiếp. Câu này là nó bắt mình bẻ rồi. Nó bắt mình bẻ bao giờ ra thôi rồi. Đã thế đánh tay này 13M luôn anh em. Và sẽ lót ở bên dưới 3 lít từ từ. Bởi vì biết đâu nếu nó mà nó nổ một phát thì lại có lãi luôn đúng không anh em. Cố lên anh em ơi. Đấy, phải tự tin thôi, gãy một hai tay không giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Không nói lên được gì hết anh em ạ, cứ phải tự tin thôi. Đấy anh em thấy không? Mẹ mày gãy một hai tay quan trọng gì, nói chung là mình cứ phải tự tin thôi đúng không anh em? Đấy, khả năng là bây giờ mình sẽ chốt lại mình nghỉ nha anh em nhá. Bú phát đít lại gần 10M rồi thì chẳng nghỉ ở làm gì nữa anh em. Đấy, chốt lại nha anh em. Đấy, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nhá. Nếu mà thấy video hay thì đừng quên là bấm like giúp mình nha anh em. Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nhá.